sẽ chở một vài cái hệ top Game Boy trên cái hệ máy Switch nha các bạn. Sẽ bắt học chờ. Nhớ bấm like và đăng ký kênh giúp mình. Cái lượng nguồn hàng mình sẽ đẩy hiện tại. Các bạn có thể nhấn vào đặt hàng và liên hệ Zalo trực tiếp của mình. Thì hiện tại là máy Switch, đây là hiện tại là máy khác. Mình sẽ chỉ in vẽ 256GB. Hiện tại là đang có 4 màu, màu xanh, màu tím, màu vàng, màu xám. Okay. Thì toàn bộ là máy 99% full box và sẽ kèm hình sạc pin nha các bạn. Toàn bộ là máy hát nghe. Sạc pin. Các tụi tôi toàn bộ mình chỉ làm hàng nhập thôi. Nên tiền nào của đó các bạn. Chủ quý là thế thôi. Rẻ thì chắc chắn nó sẽ có vấn đề. 99%, máy rất đẹp. Thì mình cũng có để đường link dưới Shopee các bạn. Các bạn có thể nhấn vào tham khảo, nhấn vào hình không? Thì giá hiện tại là kèm sạc hệ 256GB là 6 triệu. Ok, chơi Game Boy mình sẽ vô một này các bạn. Mình sẽ chơi hết các hệ Game Boy trên cái máy này. Mình trải nghiệm mà được hết cái con Switch của mình chơi được game gì các bạn. Đúng không? Tiên mình sẽ chơi cái hệ Pokemon đi các bạn. Màn hình nó full hết luôn. Độ họa nó cấu hình nó cao hơn Vita so với Vita rất là nhiều. Thì cái video mình sẽ sử dụng chi tiết, mình đã có một cái video mình hướng dẫn riêng cho các bạn rồi. Các bạn có thể xem lại giúp mình. Mịn đúng không? Nhìn thấy đồ mãi rất là mịn, không có bị bể các bạn. Một cái điểm hay. Thường các bạn thấy là game của Boy mà lên màn hình lớn á, mấy con máy Vita đồ nó sẽ bị bể các bạn. Mãi rất đã đúng không? Chiến sĩ. Story các bạn. Nhớ bấm like và đăng ký kênh giúp mình. Hát bác cái gì đó, các bạn có bình luận bên dưới. Mình sẽ ra video hướng dẫn từ từ các bạn trên con máy Switch này. Trải nghiệm hầu hết những con máy này, bạn cải thiện tối đa là cái máy này sẽ chơi được game gì các bạn. Chứ mình mua một cái máy mà giờ mình không biết chơi cái game gì các bạn thì nó rất là bất tiện đúng không? Mình mua cái gì nó tốn tiền. Giống như mà các bạn mua máy Switch mà các bạn chỉ sử dụng hệ 256GB, mình nghĩ là nó không đủ để các bạn sử dụng đâu. Thì một game của nó là khoảng tầm 10 tới 30GB là game Switch thôi nha. 128GB các bạn tải thì tầm khoảng 9 tới 10 game thôi, nó không được nhiều các bạn. Rất là bất tiện đúng không? Quên cách thoát ở trong đây, các bạn nhấn vô cộng dấu trừ. Các bạn muốn save game á, các bạn chọn đây save tay thì nó sẽ có 9 slot, các bạn lưu slot nào cho slot đó. Các bạn bấm save tay nè, chờ lại mình chọn lock stay trong đây mình cảm ứng được luôn nha. Để mình thoát ra game nè, mình nhấn B và chữ về mình chọn Game Boy các bạn. Pokemon thì ở đây mình ấy sẵn một series luôn, Emerald, Ferret, Edwin, Ruby, Sapphire, không rất là nhiều. Thì nó cũng tương tự nhau thôi. Mình sẽ chơi một cái hệ game khác chơi Mario Kart đi bạn.
gọi điện là những cái game mà đời cũ, nhưng mà cảm giác như thế nào các bạn? Sẽ như thế nào hả các bạn? Lô bình su nó rất mon cũng hay. Bạn của bếp mộc hai vật mon cũng hay. Queen of Mirror.
kiên nhẫn chờ các bạn. Trên đây cũng rất là nhiều cái hay các bạn. Toàn bộ game hay không? Let's be. Bảo vệ. Để đi ta. Just be. Mario Tennis cũng vui nè. Nó qua nó lại. Bạn thấy đồ họa của mình đúng không? Tôi cho bạn nó xử lý đồ họa rất là hay. Zero hay. Thì những cái bản Pokemon mình nhớ là có bản Pokemon là Emerald hóa. Nhớ bấm làm là cái kênh giúp mình. Mắc cái gì bình luận bên dưới giúp mình.
Lâu quá nha. Ok, rồi khởi lỗi quá. Thì đây mình sẽ ra một tiếp series cho thử nhiều nữa. Thì các bạn có thắc mắc cũng lục bình dưới giúp mình. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video này. Ok.